Làm đất xong rồi nha các bạn, bây giờ thì anh bắt đầu rải hạt giống, rải mỗi 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 thứ mỗi bị mỗi ít thôi anh. Đây là đau quế á, đau quế á, đau quế ít, rải cải một ít thôi nha. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Đồng Tâm Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi mua cho anh hai một cái chút cái cải xanh hoặc là những cái gì đó cho anh hai trồng cho ảnh có chăm sóc cho các bạn nha. Và thì mình cũng rất là nhiều mà người đó comment cho mình là khi mình đi mua cho ảnh trồng á, thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định đi mua về cho ảnh trồng. Đây bây giờ mình sẽ mình đã tới cái địa điểm mua hạt giống rồi nha các bạn. Lấy cho con một bị cải mà cải ngọt á, đây một bị rau tràng ô luôn nha. Mua gì giờ? Mua hạt giống cô, cải ngọt cái này, một bị rau tràng ô cô đó, mà cho con muối luôn, hạt muối á. Và đây là những gì mà nãy giờ mình mua cho anh 200 rồi các bạn. Tại vì ở trong đó là người ta không có cho đứng đông người cho nên mình không có thể quay được. Bây giờ mình quay cho các bạn coi rõ hơn nè. Cái đây là quế nè, với lại mình mua thêm một bịch ớt, với lại rau tàn ô, rồi xong rồi mình mua thêm một bị cải ngọt, với lại mấy ngàn rau mồng tơi nè các bạn. Và đây là cái phiếu nè, cái phiếu mình mới mua xong nè. Đây tổng cộng hết là 72.000. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ anh hai nha, và hướng dẫn cho anh trồng mấy cái này nha các bạn. Bây giờ mình đã tới chỗ anh hai ở rồi nha các bạn. Hồi nãy mình có mua thêm cái hành với lại xả nữa nè, hay là một chút tiêu. Thì anh thấy ngày hồi lúc anh thấy thiếu tiêu đó, bây giờ mình sẽ vô mình đưa cho ảnh nha, hay là mình đưa cho ảnh trồng luôn. Hai ngủ chưa? À, đang thiếu nó đắp cho nên là ho vô mà đây anh em mua tới cho anh cái một mớ đồ cho anh trồng nè. À em à, có thể mua cái đây lát nữa chiều mấy em ráp vô trong cái ổ điện này cho trời mưa rồi cho nó cho ăn toàn à. Nè biết em mua cho anh cái gì không? Mấy bịch này, bịch hạt giống cây cải nè. Đúng rồi, cải nó cây thìa. À, cải này là cái gì? Lá quế nè các bạn, lá quế. Cây quế. À anh biết gì không? Ớt, mua chanh ớt luôn anh. Đúng trồng rồi, cho vài có vài cây ăn. Còn cái này là biết cái này cái gì không? Cây này cái này cuốn bánh tráng ăn hơi bị ngon, lúc em mua cuốn bên cái cây keo á. Bây giờ mình trồng cho tư ăn. Đây là cây rau tàn ô nha các bạn. À cây cần ô à. Dạ. Đây nè, xả cho anh găm nè, hành nè. Rau cần ô mà sao nhìn không ra đó. Nè, cái rau tàn ô nè, nhưng mà trong này nó to á. À nó phóng bự lên nè. Ở đây là hành nè, em cũng lựa mấy cái hành ốp nè, cho trồng cho nó sống. Đúng rồi, đó nè, anh trồng, đúng rồi. Rồi xả nữa đó. Tiêu em bỏ cái tiêu vô trong kia nha. À thanh kem mới anh trai. Ủa tiêu còn hai bị luôn mà. À cái bị nãy không phải là tiêu, cái bị nãy em đưa cho anh đâu. Đâu, à nào? Cái đây là cái hạt của mồng tơi nha các bạn. Đây cái hộp mồng tơi. Để em mua tới anh ăn mồng tơi là anh trồng cái rừng vàng ở bên hông nè. Vàng anh trồng vô cái chỗ nào để lát nữa cho nó bữa nó lớn á, nó bò lên cho nó mát cái chòi luôn á, anh trồng xung quanh. Là anh phá sạch sẽ ở đây rồi anh trồng làm hàng rào cho nó bò lên. Rồi để em qua em bò lên nha. Rồi anh ở trong này anh hái ăn được, rồi ngồi bên ngoài hái ăn cũng được. Đó, cho ta ăn, ta hái ăn luôn. Mà ăn ra một tơi là nó chị bệnh đó, chị nhức mỏi đó. Rồi bây giờ anh biết cách trồng chưa? Bây giờ mấy biết, cái nào? Biết em nói sơ qua cho anh này nha. Biết cách trồng. Trồng sao? Cái này mình trồng sao? Bây giờ là muốn mà mình làm cái giống của nó cho nó ngon lành á. Bây giờ anh khởi đập cũng biết ha. Rồi. Là mình phải ngâm cái nước ấm ấm. Rồi, ok. Qua một ngày một đêm bắt đầu nó nảy mầm lên, mà trước khi nảy mầm lên là đất mình là xới lên xốp hết đó, đầu mình rải xuống, mà trước khi rải xuống là mình phải có thuốc mà chị kiến á, mình gãi bột không để cho được ăn hột. Rồi mấy ớt cũng vậy, mấy cái này là vậy. Ngâm nè, cái ớt cũng ngâm này, rồi xong rồi cải không cần ngâm cái gì, cái ba cái này ngâm thôi, ớt tàn ô chứ lại cái này anh ngâm mỗi thứ một ít đi, rồi xong rồi lấy nữa mình làm đất á, mình trồng mấy cái này trước nè, còn mấy cái này mà ngày mai á anh ra anh gieo nha, anh ngâm xong cái đủ một ngày một đêm cho nó nảy mầm vậy đó anh gieo. Đâu, chuẩn bị chừng nào mình quyết định trồng á là mình mới ương rồi chuẩn bị sẵn ương rồi nảy mầm mình đem mình trồng. Bây giờ anh ngâm cái này, còn cái này lấy nữa mình làm đất xong á mình trồng mấy cái thứ này trước nè,
hành xả với mấy cái này không cần ngâm nè, thì mình trồng trước, còn để lại một cái phỉnh đất nào á là anh ngâm mấy cái này để nó nảy mầm anh ra đâu trồng tiếp. Bây giờ mấy cái này muốn trồng là mình phải xử lý đất nữa. Dạ bây giờ mình ra xử lý này đó. Xử lý là thứ nhất là mình phải phơi sới đất lên. Sới đất lên rồi, rồi xong mình có cho cháu á, rồi mình rải, mình diệt khuẩn nó một cái, rải cũng như mình sới đều sớt trồng hành trồng đồ ta, rải cho cháu đó. Là rải lên xong tưới cho nó đầm điền ướt chân, cái đầu cho nước mặn nó rút xuống đất hết, rồi nó phèn với mầm bệnh nó rút cho trôi với lòng đất chết với lòng đất luôn. Anh ngâm mỗi thứ một ít thôi nha, cái đúng rồi, ít thôi nha, nhiều lắm rồi là mình trồng nó mới tốt thằng ơi. Đó, ngâm mọi thứ mới ít, mọi thứ mới bây ít giờ thôi. Nói là gieo trồng liền là bảo đảm là trồng không có êm đâu. Thứ nhất là mình phải kiếm một bao cho cháu để mình xử lý cái chỗ mình xới đất mình trồng mấy cái rau cải nè. Xới lên là mình thay vì là người ta xử lý vụ mà vôi bột phải không. Bây giờ mình chơi tốc hành là mình chơi cho cháu luôn, trồng cái này rất tốt, nhưng mà mình rải cho cháu xuống, nhưng mà đất đó là mình cuốc xốp ở trần rồi phải không, rải cho cháu xuống một lớp dày luôn, rồi cái mình tưới nước lên hai ngày liền liên tục tưới nước khơi vậy đó, xong xuôi rồi ngày thứ ba mình gieo hạt giống lên bảo đảm ngon lành. Thôi bây giờ mình ra mình làm cỏ làm đồ trước đây, em thấy chỗ phỉnh này cỏ quá trời. Mình làm cỏ làm đồ trước rồi xong rồi là cá trấu cái đồ thì mình làm thêm vô. Rồi bây giờ đây mình sẽ làm cái một chút phỉnh như chỗ đây cho làm cỏ cho sạch sẽ, rồi mình sẽ bới đất lên cho ảnh trồng cái cải đồ trước nha các bạn nha. Đó bây giờ phải lấy mấy cái gốc cỏ lên nè. Chăm sóc nước non là thường xuyên nữa, ăn nhanh nữa. Yên chí. Trời ơi, mỗi lần mà sáng anh về rửa mặt cái là nó đầm đìa rồi. Anh Trúc đang ổng, anh Trúc đang cắt cỏ cho dê nha các bạn. Thế anh hai giờ đắp vùng đất Ninh Thuận bữa nay đen luôn các bạn. Mặt đỏ chét luôn.
hốt một cái thau phân da cho anh hai ông trồng rau cho nó tốt nha các bạn. Đó, có cái phần này bỏ vô nè, nó tốt đó, cho nên trồng cái này thì nó sẽ nhanh phát triển. Sẽ bưng ra ngoài cái chỗ đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ phân nha. Lắc thì nó ok, cần khi mà phải bóc cho vô tay. Từ từ để em đổ vô nè. Tốt tới đầu luôn hết trơn. Rồi đổ đều, đảo đều lên. Thì ảnh bắt đầu rải hạt giống, rải mỗi thứ mỗi bị mỗi ít thôi anh. Đây là rau quế á, rau quế á, rau quế ít, rau cải ít thôi nha. Đa số cây cải mình ăn nhiều hơn này, chứ cây quế mình ăn tuần chừng ít à. Đúng rồi, cải mình ăn nhiều hơn. Đều tay không? Không đều. Anh Nai trồng cái đây bao giờ chưa anh Nai? Thì mấy vụ này trồng hoài chứ, hồi nhỏ là thôi trồng đủ kiểu đủ thứ chưa. Rồi cái đó được rồi anh Hai à, quế như vậy được rồi quế. Ta tới như đây thôi. Còn ăn ít năm bây giờ mình ăn cải, cải nó nhiều. Làm ẩm thực ẩm đồ ha. Ta thích ăn cải. À, cải cái thìa. Hộp. Đây hộp cải cho mừng. Để hai hai rải cho đều nè. Rồi rải rải xong rồi đấy nữa, nãy giờ đốt đóng bốn cái cây này sẵn rồi đấy nữa. Đấy lứa rào lại cho chó bèo của anh Hai nhiều quá khỏi vô nó phá. Đâu có nó mà không nó rào rồi, chó mèo anh nó ăn dụm nó dặm nó qua bắn cho chó nó không qua được. Rồi bây giờ đi qua cái thùng tưới nước. Đó cái đổ vậy này cho nó như cái bồi sen á. Đều hết nước chưa? Dạ hết rồi. Dạ mưa to lắm. Để ra về đó. Ra nhất đừng mưa mình cho nghiêm nhà đi ăn xíu nghiêm chỉ nó cái gì. Có nhiều bạn góp ý kiến quá cho nên là mình mua cái này mình ráp luôn cho anh Hai cho nó an toàn nha các bạn nha. Đó. Như vậy cho nó mưa được khỏi vô. Rồi nãy giờ thì mình với lại anh Hai cũng đã trồng trọt rồi xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ hai anh em ngồi đây nói chuyện chút xíu.
Hình như ở ngoài kia anh Trúc đang cắt cỏ đúng không? Đúng rồi. Anh ngồi đây nha, em ra đây nhờ anh Trúc về đây em nói chút chuyện xíu. Có cụ Giang xong chưa? Ờ. Có xong mà. Anh đẩy vô là anh em nhờ anh xíu chuyện nha. Ờ. Dạ. Tại vì cái em kêu anh vô đây em nhờ anh xíu chuyện, tại vì mấy hôm giờ ở bên em giãn cách nhiều quá cho nên em ít qua được với anh Hai á, thì em nhờ anh em gửi cho anh một ít tiền anh cầm và anh có gì anh Hai mà thiếu gì hai anh em và anh giúp em anh mua giùm cho ảnh xin hợp giùm nha anh Trúc. Dạ tại vì ở bên em nó chặn nhiều chốt quá cho nên là em ít qua được á, cho nên cái gì em nhờ anh nha. Rồi. Dạ. À, đúng rồi, được dạ, nhờ anh cho anh mua cái gì á cho anh có anh ăn cho em qua không được thì sợ anh thiếu gì mà em thấy không có kịp á. Tại bên này bệnh Covid khó khăn lắm, ra cổng rồi khó khăn lắm. Anh nhờ Trúc đi chợ đi mua này mua kia cho anh không à. Dạ. Rồi Trúc chạy xe cái tốn xăng đủ kiểu cho. Mà anh Trúc giúp anh không hết mà cần chi phải xin tiền đổ xăng cho anh cũng hết nữa. Biết rồi nhưng mà phải có xăng đổ chạy tới lui mà em Trúc không nói trơn rồi nè. Nhiều khi chừng nó nói Trúc xăng còn không hết thì kia đến đổ. Đến hình còn. Anh Trúc đã giúp anh có đây rồi, chẳng lẽ anh Trúc lấy tiền xăng anh biết Hai. Biết rồi nhưng mà trời phải chạy tới lui phải có tiền xăng cho em. Tính anh Hai ổng thảo lão ổng vậy các bạn ơi, cho nên các bạn hãy nói tính anh Trúc đó giờ kêu cũng biết mà cho anh Hai không hết mà cần chi tiền tới tiền xăng anh ơi. Thôi em gửi cho anh vài trăm ngàn để anh mua giùm cho anh Hai giùm em nha. Nói chung bình Covid đồ này á ra cổng đồ nó cũng khó khăn thôi, cái gì anh ở đây cái gì thấy ông kêu dạ. Mua gì anh mua chùm cho ông cho. Dạ còn đó anh cầm 300.000 mà anh mua hết mà có anh có số điện thoại em mà anh thiếu gì thì anh gọi giùm cho em nha. Thiếu điện gửi điện cho anh em đó. Tôi tự nhiên điện 300.000 nha các bạn. Để có gì hết có gì điện cho anh em đồ. Có hết là thiếu hay là thiếu thốn gì anh có số điện thoại em điện cái đây cũng như là cái chiều nữa hai anh em có anh mua gì cho ông ăn đồ giùm tại em. Đúng rồi. Thường xuyên qua. Xong bây giờ thì mình cũng đã trồng cho anh Hai cũng đã xong và mình cũng đã nhờ anh Trúc giúp cho mình cái chuyện là lo sinh hoạt cho anh Hai cũng trong mấy cái bữa giãn cách này nha các bạn. Thì cũng đã xong thì bây giờ thì xin phép chào hai anh với lại khán giả rồi bây giờ em phải đi về lo cái công việc hàng ngày của em. Thì anh Hai anh nhìn vô khán giả anh chào khán giả với em. Good afternoon, hello, xin chào các bạn nha, bye bye.